Xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Chương trình của chúng tôi do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác Sĩ thực hiện và sẽ được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác Sĩ và kênh Bệnh Đột Quỵ.net. Ngày hôm nay chủ đề thực hiện với tên gọi là người bệnh tai biến mạch máu não nên ăn gì, kiêng gì để chống táo bón. Và để trả lời câu hỏi này, mời quý vị lắng nghe phần tư vấn sau đây của bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Ngọc Quỳnh Thư, hiện tại là trưởng khoa dinh dưỡng tiết chế của Bệnh viện Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng ạ, thanh rất xin được mến chào bác sĩ Thư. Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Alo Bác Sĩ ạ. Dạ thưa bác sĩ, có rất nhiều bệnh nhân đột quỵ gặp phải tình trạng táo bón khiến họ bị đau bụng, đầy hơi và người không được khỏe khoắn. Vậy nhờ bác sĩ có thể cho biết tình trạng táo bón là gì và nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của chương trình. Bệnh nhân đột quỵ và táo bón là một cái việc hết sức thường gặp. Thì chúng ta có mấy cái vấn đề như sau. Thứ nhất là cái đột quỵ này có ảnh hưởng đến cái thần kinh thực vật và dẫn đến là rối loạn về khả năng đi tiêu của bệnh nhân hay không. Cái thứ hai á là trong chế độ ăn. Thế là đối với người đột quỵ thì thường á là nhất là những bệnh nhân mà có liệt mạch, có nói đớ, có rối loạn nuốt sẽ dẫn đến là bệnh nhân tự phản xạ là bệnh nhân sẽ ăn ít đi, đặc biệt là ít về chất xơ, ít về các loại rau củ quả. Và thường những bệnh nhân này á, là sau khi đột quỵ thì họ lại thích ăn lỏng, ăn mềm là ăn cháo, mà cháo thì không có đủ năng lượng là một, hai nữa là không đủ chất xơ. Vậy thì để phòng ngừa cái chuyện táo bón này thì chúng ta nên lưu tâm vào việc thứ nhất là còn một vấn đề nữa là người đột quỵ sẽ hạn chế về vận động, cho nên họ sẽ nằm ở trên giường thường xuyên. Vậy thì chúng ta cần phải làm mấy biện pháp. Thứ nhất là bổ sung thêm rau, quả và chất xơ vào trong chế độ ăn. Bằng cách là ở bệnh viện thì Thư dùng cái nền đó là sốt cháo thì sẽ xay rau để cho người đột quỵ có thể ăn thêm được một chút chất xơ. Cái thứ hai nữa là cho ăn quả tươi. Và dĩ nhiên là nếu như mà bệnh nhân nhai khó, răng yếu hoặc bệnh nhân có rồi lần nuốt thì chúng ta nên cẩn thận có thể sử dụng những loại trái cây mềm có chất xơ nhiều, ví dụ như chuối hay là đu đủ thì có thể cho bệnh nhân ăn. Tuy nhiên tùy mỗi một trường hợp cụ thể sẽ có những cái hướng dẫn về chế độ ăn riêng. Ví dụ như bệnh nhân không rối loạn nuốt thì chúng ta ít có lo lắng đến cái việc hết sạch của bệnh nhân. Tuy nhiên nếu bệnh nhân có rối loạn nuốt thì chúng ta cần phải lưu tâm, chứ nếu không thì bệnh nhân sẽ có nguy cơ sặc thức ăn và đường thở. Chính vì vậy cho nên là khuyến cáo thì nếu như mà bệnh nhân đột quỵ mà có táo bón hoặc bệnh nhân đột quỵ mà còn có chế độ ăn thì chúng ta nên được cái sự tư vấn của bác sĩ hoặc là chuyên gia về dinh dưỡng có đào tạo uy tín, thì lúc đó chúng ta mới có thể có chế độ ăn phù hợp với mỗi một trường hợp. Vậy thì nó sẽ an toàn và tốt nhất cho người bệnh. Và người đột quỵ thì nên cố gắng vận động nhiều hơn. Dạ. Vậy bệnh nhân đột quỵ bị táo bón thì nên ăn thực phẩm nào và còn hạn chế thực phẩm nào để không phải gặp khó khăn mỗi lần đi tiêu thưa bác sĩ? Đối với thực phẩm, đối với người đột quỵ thì chúng ta nên thì nhiều hơn, nên bổ sung thêm chất xơ, tức là có thể là xay thêm rau hoặc là cắt nhỏ luộc mềm, hoặc là xay và bổ sung thêm rau vào trong cháo cho bệnh nhân. Ngoài ra chúng ta bổ sung thêm trái cây cho bệnh nhân. Trái cây ví dụ như là những loại trái cây mềm như chuối hay là táo hay là thanh long để bổ sung thêm vào trong chế độ ăn cho bệnh nhân. Và chúng ta nên giúp cho bệnh nhân vận động. Thứ nhất là để phục hồi chức năng dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia vật lý trị liệu. Thứ hai là chúng ta vận động để kích thích cái nhu động ruột của người bệnh, để người bệnh có thể tiêu hóa, hấp thu và đồng thời là không có bị táo bón. Và kế đó là chúng ta có thể là thực hiện các biện pháp vận động tại giường. Tốt nhất là nên có sự hướng dẫn của chuyên gia để chúng ta có những cái bài tập nó phù hợp thì sẽ giúp được cái việc là phòng ngừa táo bón cho người đột quỵ. Dạ. Và để phòng táo bón ở bệnh nhân đột quỵ thì ngoài chọn lựa thực phẩm phù hợp thì cái việc chế biến món ăn thì chúng ta có cần phải lưu ý gì trong cách nấu nướng hay không thưa bác sĩ Thư? Vâng, cảm ơn câu hỏi của chương trình. Về cách chế biến món ăn đối với bệnh nhân đột quỵ thì chúng ta biết được rằng là đối với bệnh nhân đột quỵ thì chúng ta có hai vấn đề cần đặt ra. Vấn đề thứ nhất là bệnh nhân có cái rối loạn nuốt hay không, tức là bệnh nhân có nguy cơ về hít sặc thức ăn vào đường thở hay không. Nếu bệnh nhân có nguy cơ hít sặc thức ăn vào đường thở thì chúng ta nên chế biến những loại thức ăn mềm và có cái độ sệt phù hợp để tránh cái việc hít sặc này. Để có được cái chế độ ăn mềm và có cái độ đặc phù hợp thì cần phải có cái sự thăm khám
thử xem là bệnh nhân có bị rối loạn sặc hay không. Và cái việc này đòi hỏi phải là bác sĩ người ta thực hiện, có chuyên môn để thực hiện cái việc test nuốt này, chứ mình không nên tự thực hiện ở nhà. Như vậy thì trong quá trình nằm viện, mình nên có sự tham vấn từ bác sĩ điều trị và các chuyên gia vật lý trị liệu cũng như bác sĩ dinh dưỡng để chúng ta có cái được cái kế hoạch can thiệp về dinh dưỡng phù hợp cho người bệnh. Về cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải có những cái bài tập, ví dụ như là tập nuốt nè, hay là tập nhai nè, hay là tập phục hồi chức năng. Thì đây là một cái chuyên ngành về vật lý trị liệu và chúng ta sẽ được các chuyên gia hướng dẫn. Từ đó chúng ta nên kiên trì và luyện tập, và sự phối hợp với lại các chuyên gia về dinh dưỡng, bác sĩ về dinh dưỡng để giúp cho bệnh nhân có thể hồi phục được và phòng ngừa được nguy cơ hít sặc trong giai đoạn mới đột quỵ. Dạ. Vậy thì nguyên tắc trong việc cung cấp dinh dưỡng cho người bị đột quỵ để phòng chống táo bón là như thế nào thưa bác sĩ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của chương trình. Đối với người bệnh bị đột quỵ thì dĩ nhiên là ở góc độ người thân thì chúng ta rất là mong người bệnh đột quỵ có thể hồi phục thật nhanh và lúc đó chúng ta có thể là trở lại với cuộc sống bình thường. Vậy thì trong việc chế biến thức ăn cho người đột quỵ, chúng ta sẽ cần lưu ý những cái vấn đề như sau. Thứ nhất là chúng ta lựa chọn thực phẩm tươi, tại vì nếu như mà một bệnh nhân đã đột quỵ thì chúng ta cần phải kiểm soát về huyết áp và kiểm soát về yếu tố tim mạch vân vân. Cho nên là chúng ta sẽ lựa chọn thực phẩm tươi, bổ sung thêm rau quả tươi trong bữa ăn của mình, của bệnh nhân. Và về cách chế biến thì tùy theo khả năng dung nạp của bệnh nhân. Ví dụ như là bệnh nhân muốn ăn mềm, ăn lỏng thì chúng ta sẽ lựa chọn cách chế biến mềm lỏng. Tuy nhiên là chúng ta sẽ xay rau hoặc xay thịt, bỏ vào trong, thêm vào trong cháo cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể ăn đầy đủ chất xơ. Cái thứ hai là chúng ta sẽ bổ sung thêm quả tươi bằng cách là bổ sung thêm như những loại quả mềm hoặc là những loại quả tùy theo khả năng ăn nhai của bệnh nhân. Cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải xem bệnh nhân có nguy cơ về rối loạn hít sặc hay không. Về việc này thì cần đòi hỏi ý kiến của bác sĩ điều trị và các bác sĩ về dinh dưỡng hay là về vật lý trị liệu để có thể xác định cái khả năng nguy cơ là có hít sặc thức ăn vào trong đường thở của người bệnh hay không. Từ đó chúng ta sẽ có được cái kế hoạch để can thiệp về dinh dưỡng tốt hơn cho bệnh nhân và hỗ trợ rất tốt cho cái khả năng hồi phục của người bệnh. Dạ. Và có một số bệnh nhân bị đột quỵ dẫn đến cái biến chứng là liệt nửa người, không thể đi đứng vận động được nên sẽ là đối tượng dễ bị táo bón nhất. Vậy thì chế độ ăn uống của họ có còn lưu ý gì đặc biệt hơn để mà cải thiện tình trạng này hay không ạ? Cảm ơn câu hỏi của chương trình. Đây là một vấn đề rất là thực tế, tại vì là người bệnh đột quỵ thì dẫn đến là nếu như mà liệt nửa người thì đi đứng sẽ rất là khó khăn, và dẫn đến là người ta sẽ có cái xu hướng là nằm tại giường nhiều hơn, hạn chế ngồi dậy để tránh làm phiền người thân, hoặc là hạn chế tránh té ngã, hoặc là còn cảm thấy mệt mỏi vân vân. Tuy nhiên chúng ta cần phải xác định một vấn đề là đối với người đột quỵ thì nên được tập vật lý trị liệu sớm và được phục hồi chức năng hướng dẫn sớm, đòi hỏi cái sự hướng dẫn của chuyên gia về vật lý trị liệu để có thể phục hồi được những chức năng, ví dụ như đi lại, cầm nắm, ăn nhai. Cái thứ hai đó là cái việc nằm tại giường nhiều hơn sẽ dẫn đến là táo bón nhiều hơn. Như vậy thì tập vật lý trị liệu cũng giúp cho cái người này đi lại nhiều hơn và kích thích được nhu động ruột để phòng ngừa táo bón. Về chế độ ăn thì chúng ta sẽ lưu ý bổ sung thêm chất xơ và các loại rau quả tươi. Ví dụ như chúng ta nên đảm bảo một ngày như vậy bệnh nhân vẫn ăn được khoảng ít nhất là 300 gram rau. Và chế biến rau như thế nào thì tùy vào khả năng ăn nhai của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân còn nhai tốt thì chúng ta có thể cho bệnh nhân tập nhai. Còn nếu như mà bệnh nhân nhai kém, chúng ta có thể cắt nhỏ, luộc mềm. Hoặc nếu như mà bệnh nhân nhai quá kém, có bị tổn thương về liệt mặt chẳng hạn, thì chúng ta có thể xay rau và xay thịt để hòa vào trong cháo trong giai đoạn đầu để giúp cho bệnh nhân có thể được đảm bảo đầy đủ chất xơ và ăn nó vẫn ngon miệng, phòng ngừa được táo bón. Dạ vâng, và thành đó cũng xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Thư ngày hôm nay đã nhận lời tham gia chương trình để đem lại những thông tin rất hữu ích. Mến chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe. Kính thưa tất cả quý vị, và thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.